Hôm nay em trọng này về cho các bác một mẫu Kia K5 sản xuất 2022, mới chạy lăn bánh có 5.000 km thôi. Xe rất là mới. Đây là một chiếc xe siêu lướt Kia K5. Form dáng thể thao sport, cảm giác lái thì phải nói là tuyệt vời. Đây các bác nhìn này, em xin quay phần ngoại thất bên ngoài. Chiếc Kia K5 này thì sơn zin là 100% các bác nhé, chưa từng sơn tỉa. Đây là chiếc xe sản xuất năm 2022 và chạy siêu ít, chỉ có 5.000 cây thôi. Phần ngoại thất bên ngoài đây các bác nhìn, form thân vỏ này, tất cả những cái chi tiết là như xe mới. Bác nào mà lựa chọn xe mới thì các bác có thể gọi là cân nhắc chiếc xe này. Với chiếc Kia K5 này thì đi số km rất ít và rất mới, sơn zin 100%, chưa có bất kỳ một vết xước nào cả. Phần ngoại thất bên ngoài. Đối với những chiếc xe như này thì chủ yếu là với những cái bác nào yêu thích cái dòng xe Kia. Ngày xưa nó tên gọi là Kia Optima. Bây giờ nó đổi sang tên Kia K5. Cảm giác lái thì phải nói là rất là tuyệt vời. Tiện nghi hiện đại thì không có một chiếc xe sedan hạng D nào mà sánh bằng. Cực kỳ hiện đại, cam 360 led, led căng luôn. Đăng kiểm còn rất dài nhé, đến tháng 4 năm 2025. Các bác về đi lại thoải mái, không phải làm gì. Tất cả những cái chi tiết theo xe rất đẹp. Đây, phần đèn này, đây các bác nhìn này. Chi tiết của nó rất hiện đại nhé. Từ mặt ca lăng này. So với cái mẫu Kia K3 thì Kia K5 nó là đàn anh. Và thế hệ đàn anh thì nhìn chung là tất cả những cái chi tiết của nó hiện đại hơn rất nhiều. Phần đèn nét nhìn rất là đẹp nhé. Đèn. Đối với mẫu Kia K5 này nó sẽ là ưa thích cái cảm giác trẻ trung, sport. Cảm giác lái rất thích. Tiện nghi thì hiện đại. Option thì không thiếu bất kỳ một thứ gì. Đây, các bác nhìn táp ly cánh này. Tất nhiên rồi. Phần keo chỉ là phải đảm bảo nguyên, mà chiếc xe đi mới lăn bánh có 5.000 cây thôi. Đây có tất cả những cái chi tiết phím bấm là như xe mới luôn. Em xin nhấn mạnh là lướt như xe mới các bác nhé. Loa thì loa đời mới rất là hiện đại. Tất cả các con ốc là zin nguyên bản hết, không có bất kỳ một dấu hiệu là đâm đụng va chạm nào cả. Đây các bác nhìn này, nó lăn bánh nó mới có 5.000 cây thôi. Tất cả những cái chi tiết theo xe là còn rất là mới. Đây, có tăng giảm âm lượng qua bài tiện nghi hiện đại. Có cruise control, rồi lim các thứ. Đây, sưởi ghế này. Tay vô lăng này, các chế độ lái, thể thao, sport các thứ. Rất là nhiều các cái chi tiết tiện ích hiện đại. Đối với những chiếc xe như này thì các bác có thực sự là yêu thích cái dòng xe này hay không thôi. Chứ em đảm bảo chiếc xe này là như xe mới các bác nhé. Đây, tất cả những cái chi tiết táp ly táp lô là như xe mới luôn. Rất là mới, rất là đẹp. Phần ghế này, các bác nhìn này. Ghế của chiếc xe 5.000 cây nó rất là mới. Tất cả những cái chi tiết theo xe thì không chê vào đâu cả. Như xe mới. Và báo giá là rất là hợp lý, chỉ có trên gọi là trên 8 đồng thôi. Các bác mà yêu thích chiếc xe này thì điện thoại cho em chặn. Rất là mới nha. Đối với dòng xe Kia K3 mà nếu các bác thích thì các bác cố thêm một ít tiền nữa để các bác sở hữu một cái mẫu Kia K5 này. Đây là phiên bản GT Line. Máy 2.4 là phiên bản cao nhất của dòng xe Kia K5. Nội thất đỏ, ngoại thất màu đen, nội thất màu đỏ, như là tiệm cận với các dòng xe sang đấy. Nếu các bác ưa thích những chiếc xe Hàn thì đây là một chiếc xe là đẳng cấp nhất của dòng xe Hàn, rất là mới luôn. Chiếc xe đi siêu lướt, ni lông đương nhiên này, còn ni lông còn quanh xe, còn rất là mới nhé. Cửa sổ trời toàn cảnh. Đây, bác nhìn này. Tất cả những cái chi tiết theo xe là nguyên bản theo xe hết, zin như xe mới.
cửa sổ trời toàn cảnh. Ngoại thất thì phải nói là thể thao sport. Phần đèn hậu này đi trời tối rất là đẹp nhé. Đây là phiên bản GT Line các bác nhé. Xe rất là mới. Đây. Đây các bác nhìn này, cam 360 tích hợp cam lùi các thứ. Phần tất cả những cái chi tiết theo xe thì phải nói là tuyệt vời, rất mới luôn. Đây phần đèn hậu đây. Lốp láp thì còn dày, dòng xe này mới đi có mấy nghìn cây thì lốp là còn nguyên vẹn hết. Đây, tất cả những cái chi tiết theo xe táp ly còn rất là mới. Quan trọng là các bác người yêu thích cái sự tiện ích theo xe thôi. Dòng xe này là dành cho những người trẻ trung và ưa thích những cái sự hiện đại, những cái gọi là option hiện đại, vẻ đẹp của những chiếc xe Hàn. Thì chiếc này gần như đứng đầu ở trong phân khúc vẻ đẹp của chiếc xe Hàn, rất là mới, rất đẹp. Chỉ loanh quanh hơn tầm tiền hơn 8 đồng thôi. Chiếc xe này lăn bánh ở thời điểm năm 2022 thì nó rất là đắt tiền. Tuy nhiên thì tầm thời điểm này thì giá cả nó rất hợp lý rồi. Đây các bác nhìn này. Về chất chiếc xe thì gần như không phải bàn các bác nhé, chỉ quan tâm về giá thôi. Chiếc Kia K5 rất mới. Mới một cách hoàn hảo. Bác mua xe lướt thì đây mới là sự lựa chọn, phải nói là rất tuyệt vời. Lướt thì như này mới gọi là lướt các bạn. Không có bất kỳ một dấu hiệu vặn mở hay một con ốc nào được mông má sửa chữa. Em xin quay phần máy của chiếc Kia K5. Động cơ của khối động cơ của Kia K5 thì mình xem máy móc nó sẽ như thế nào. Ui xồi rồi, cũng máy gờ đi. Đây các bác nhìn này, tất cả những chi tiết theo xe phải nói là hoàn hảo như mới, không có bất kỳ một cái chi tiết nào vặn mở các bác nhé, zin nguyên bản hết. Lăn bánh có 5.000 cây thôi, cái này là bao trách hãng cho các bác nhé, nguyên bản từ nhà sản xuất, không có bất kỳ một cái dấu hiệu nào là mông má vặn mở này. Zin phải nói là zin tuyệt đối. Bao trách hãng rồi các bác nhé, bao ship mọi miền tổ quốc. Vì với những chiếc xe đẹp bên em bán rất là tự tin. Bác nào mà thực sự yêu thích chiếc xe này thì phải nói đây là một sự lựa chọn tuyệt vời trong tầm tiền hơn 800 triệu. Đấy các bác nhìn này. Rất là mới luôn, cái cỗ máy to. Đây là một cỗ máy phải nói là thể thao đẹp, phải nói là tuyệt vời luôn. Tất cả những cái chi tiết ly lông theo xe là nguyên bản hết, xe rất là mới luôn. Đóng phải đóng mạnh hơn chút nữa, thả đều đấy. Phải nói là dòng sedan hạng D thì em nghĩ chiếc này phải nói là đứng đầu phân khúc. Ngay cả Toyota Camry thì mang tính chất là thương hiệu cao hơn thôi, chứ còn thực tế thì về không gian nội thất với cảm giác lái thì chưa chắc đã ăn được chiếc này. Em mở cốp ra xem cái khoảng không gian cốp xem nó như nào. Cốp cốp điện các bác nhé. Đây các bác nhìn tương đối rộng rãi. Đây các bác nhìn nhé, zin nguyên bản hết nhé, tất cả những chi tiết nguyên bản hết. Vâng, em trọng xin báo giá chiếc Kia K5 này bên em đang chào bán với mức giá là rất là hợp lý thôi. 850 triệu cho một chiếc xe Kia K5 phiên bản GT Line. 2.4 GT Line. Chỉ với mức giá là 850 triệu thôi các bác đã sở hữu chiếc xe này rồi. Bác nào yêu thích chiếc xe thì vui lòng điện thoại cho em trọng theo số máy là 037 309 3318 hoặc là địa chỉ xem xe Salon ô tô Trường Thành K, ngã ba Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Mà Trọng xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở những cái chiếc xe lần sau. Em Trọng xin cảm ơn.